Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, người dân Việt Nam ta vốn có truyền thống hướng về nguồn cội. Vậy nên, cái việc thắp hương vào ngày rằm hàng tháng là cái nét đẹp văn hóa đã được duy trì ngàn đời, từ xưa cho đến tận ngày nay. Trên bàn thờ gia tiên vào ngày rằm, không bắt buộc phải có mâm cao, cỗ đầy, không bắt buộc phải có sơn hào hải vị. Nhưng hoa quả là một trong cái lễ vật quan trọng không thể thiếu. Và việc lựa chọn cái hoa quả để thắp hương vào cái ngày rằm ấy, cái ngày mùng 1 ấy, cần phải hết sức lưu ý. Bởi có 6 loại quả được cho là đại kỵ, càng cúng càng mang tội, thần linh thì trách phạt, hao tài tốn của. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 6 loại quả đại kỵ tránh khi mà thắp hương. Xin mời các bạn cùng theo dõi để lưu ý không phạm phải trong những cái ngày rằm ngày mùng 1 sắp tới. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian lưu truyền từ đời này sang đời khác, ngày rằm là thời điểm trăng tròn linh thiêng đẹp nhất trong tháng, cũng là cái ngày mà ông bà tổ tiên ấy và các vị thần linh về thăm con cháu, thăm lại cái chốn trần gian để bày tỏ tấm lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong được các vị thần linh phù hộ cho gia đạo luôn được may mắn và bình an. Thì gia chủ nên lựa chọn một vài cái loại hoa quả phù hợp để dâng lên cái đấng bề trên. Hoa quả cũng được coi là cái kết tinh của những cái điều tốt đẹp và linh thiêng, là trái ngọt mà đời sau được hưởng, muốn gửi gắm những lời cảm ơn đến đời trước. Bởi vậy mà dân gian ta có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có nhiều gia chủ thường nghĩ rằng khi mà thắp hương ấy, quan trọng nhất là tấm lòng thành, còn theo điều kiện của gia đình ấy, mà thờ cúng quả gì thì cũng được. Thậm chí nhiều người còn chọn loại hoa quả để thắp hương theo cái sở thích, tức là mình thích ăn gì ấy, thì đến ngày rằm mùng 1 mình thắp hương cái loại hoa quả ấy. Tuy nhiên, đây là một quan niệm cũng chưa hẳn là đúng. Không phải bất cứ cái loại quả nào, không phải bất cứ cái loại trái cây nào cũng có thể là phù hợp để thờ cúng tổ tiên. Có những loại quả tuyệt đối cấm kỵ, không được đem thắp hương vào ngày rằm mùng 1. Nhiều gia đình vẫn khá chủ quan trong cái vấn đề này, dẫn đến cái việc lựa chọn sai cái loại hoa quả dâng cúng đặt lên trên bàn thờ. Từ đó cũng chính là gì? Xúc phạm tới thần linh và gia tiên tiền tổ nhà mình. Bởi vậy, nó sẽ phát sinh rất nhiều cái vấn đề rắc rối, khiến cho bạn hao tài tốn lộc. Vận hạn tai ương thì cứ ùn ùn kéo đến. Vậy đâu là cái loại hoa quả mà gia chủ cần phải tuyệt đối tránh khi mà thắp hương vào ngày rằm mùng 1? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cái chia sẻ ngay sau đây. Cấm kỵ thứ nhất là dùng hoa giả để thắp hương vào ngày rằm mùng 1. Thưa quý vị có biết rằng thắp hương bằng cái hoa quả giả chính là một sự xúc phạm lớn nhất đối với thần linh và đối với tổ tiên. Nhiều gia đình vì bận rộn công việc hay là gì không có điều kiện kinh tế, thường mua một mâm ngũ quả giả để thắp hương được gì nhiều lần, và nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí. Và cũng một phần ấy là vì cho rằng các cụ chỉ ăn hương ăn hoa, nên là cứ bày hoa quả giả lên miễn sao đẹp mắt là được. Tuy nhiên, cái việc làm này nó sẽ thể hiện cái sự vô tâm và gì không có lòng thành kính, chẳng khác nào là gì lừa dối tổ tiên, lừa dối các vị thần linh và coi thường những người đã khuất. Khi con cháu đã không thành tâm ấy thì chắc chắn không thể nào nhận được cái sự phù hộ của tổ tiên. Nếu như gia đình mà không có điều kiện để thắp hương ngũ quả ấy vào ngày rằm hoặc là ngày mùng 1 hàng tháng, thì các bạn chỉ cần chuẩn bị duy nhất một thứ quả thôi thì cũng được, nhưng mà phải là trái cây thật. Dù cho là vô tình hay là cố ý thắp hương những loại hoa quả giả vào ngày rằm mùng 1 thì cũng là một cái sự xúc phạm, khiến cho thần linh phải tức giận trừng phạt cả gia đình. Thứ hai là ngày rằm mùng 1 không được thắp hương các loại hoa quả có gai nhọn. Các bạn nhớ nhá, các loại hoa quả có gai nhọn. Thì như quý vị đã biết đấy, các loại hoa quả có gai nhọn như mít, sầu riêng vân vân thì đều có hương vị rất thơm ngon và hấp dẫn, và nó được rất nhiều người vô cùng là yêu thích. Tuy nhiên, cũng xin cảnh báo với quý vị rằng tất cả các vật gì có hình thù sắc nhọn như là dao, kéo, đinh, gai thì đều mang nhiều cái âm khí lẫn cái sát khí. Nếu mà đem loại quả này đặt lên bàn thờ thì chẳng khác nào là mang cái chướng khí đặt lên bàn thờ. Một cái nơi linh thiêng như vậy cần tuyệt đối tránh cái điều này. Thắp hương bằng một loại hoa quả chi chít gai nhọn, cái sự bình an cũng như là sức khỏe của các thành viên trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng.
Vậy nên, dù thích đến mấy thì các loại quả này cũng chỉ nên dùng để ăn, chứ tuyệt đối không nên thắp hương vào ngày rằm mùng 1 các bạn nhé. Cấm kỵ thứ 3 là những loại quả có mùi thơm nồng nặc hoặc là đã chín nẫu, chuẩn bị hỏng. Xin quý vị và các bạn hãy nhớ, bàn thờ là cái không gian thờ cúng trang trọng. Khi thắp nén hương lên ấy, thì gia chủ cần tránh chọn phải các loại hoa quả có mùi thơm quá nồng nặc như sầu riêng hay mít. Nó sẽ làm giảm đi cái sự thành kính đối với tổ tiên và các bậc thần linh. Bên cạnh đó, những loại hoa quả đã chín, nẫu thì cũng cần phải tránh. Bởi đặt cái quả này lên bàn thờ sẽ rất là nhanh hỏng. Nó thu hút côn trùng, ruồi muỗi, nó nuôi tới làm ô uế cái không gian thờ cúng và đánh mất đi cái sự trang nghiêm cần thiết, khiến cho thần linh cũng phải ngao ngán quay lưng. Cấm kỵ thứ tư là không thắp hương những loại quả mọc sát dưới đất. Thưa quý vị, theo các bạn thì tại sao bàn thờ lại phải đặt ở vị trí trên cao và là ở một cái vị trí trang trọng nhất ở trong nhà? Đó chính là bởi là bàn thờ cần là trang trọng, tôn nghiêm và nó thuộc về phần thiên, cần phải tách biệt với đất thuộc phần địa. Khi mà thờ cúng ấy, chúng ta cũng áp dụng cái nguyên tắc này để tuyệt đối không thắp hương ngày rằm mùng 1 bằng những loại hoa quả mọc sát ngay dưới đất hoặc thậm chí là mọc trong lòng đất. Chắc chắn các gia chủ cũng đã không muốn đặt một cái thứ hoa quả còn vương vãi đất lên bàn thờ để thắp hương, đúng không ạ? Có thể kể đến các loại hoa quả có họ hàng nhà như là gì? Cà chua này, me này, trà thanh trà này, bí đao này, vân vân. Đấy, là những loại quả mà không nên lựa chọn để thắp hương trên cái mâm lễ vào ngày rằm mùng 1. Tốt nhất là các bạn nên chọn những loại hoa quả mọc ở trên cây như là cam, xoài, đu đủ, táo, vân vân, dừa. Đấy, thì sẽ đảm bảo được cái sự thanh cao và thể hiện được tấm lòng thành kính đối với tổ tiên và các bậc thần linh. Thứ năm là trái cây méo mó thì cũng cấm kỵ đem thắp hương vào ngày rằm mùng 1. Đây là một trong cái sai lầm phổ biến nhất của nhiều người mà đang mắc phải mà họ không hề hay biết. Liệu bạn có mắc phải cái sai lầm đại kỵ này không? Chẳng phải bỗng nhiên ấy mà nhiều người lại ưu tiên chọn cái loại hoa quả đẹp mắt để thắp hương. Bởi họ nhận thức được rằng cái việc dâng lên tổ tiên một loại trái cây méo mó chẳng khác nào một sự xúc phạm đến thần linh gia tiên. Đặc biệt là những loại hoa quả đã bị dập nát một góc hoặc là đứt cuống, méo mó cái phần đầu hoặc là sần sùi hoặc có nhiều cái vết sạm, vết dám, vết sẹo, vết ong đốt hoặc là côn trùng cắn, vân vân, thì các bạn cũng nên tránh xa. Bởi chúng sẽ đem lại cái nguồn năng lượng xấu làm ảnh hưởng đến cái vận khí, vận may cũng như là cái phước khí của các thành viên trong gia đình. Tốt nhất là các bạn nên chọn những loại hoa quả tròn trịa, đều, đẹp để thắp hương vì chúng sẽ mang lại cái nguồn năng lượng tốt, tượng trưng cho sự tốt lành, sức khỏe, sung túc và đầy đủ. Thứ 6 là không thắp hương các loại quả có vị cay, đắng, chua, chát. Các bạn nghĩ rằng cái việc dâng lên bàn thờ vào ngày rằm mùng 1 ấy, các loại quả có vị chua, chát, mặn, đắng thì có phải là tự chuốc lấy cái xui xẻo vào thân? Chúng ta thờ phụng tổ tiên, hương khói, hương thơm trái ngọt là để bày tỏ cái lòng thành kính, cái lòng biết ơn với những người đã khuất. Cảm ơn họ vì đã mang lại cho chúng ta, mang lại cho con cháu ngày hôm nay một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Đồng thời cũng là để cầu mong các vị thần linh, gia tiên phù hộ độ trì để công việc làm ăn luôn được thuận lợi, suôn sẻ. Còn những trái cây như là ớt, me, khổ qua là những cái loại quả mà có vị rất chua chát và cay. Bản thân con người khi ăn ấy còn phải nhăn mặt, suýt xoa, đúng không ạ? Thì không có lý do gì để dâng lên thần linh. Các bạn cũng phải ghi nhớ những cái điều đó để tránh rước họa vào thân khi mà thắp hương vào cái ngày rằm hoặc là ngày mùng 1. Thưa quý vị, sau khi tìm hiểu về 6 loại quả đại kỵ không được thắp hương trên bàn thờ vào cái ngày mùng 1 sắp tới, ngày rằm mùng 1 sắp tới, thì nhiều người đã không khỏi băn khoăn vậy rằng chúng ta nên thắp hương những loại trái cây gì thì phù hợp, vừa để bày tỏ tấm lòng thành kính với tổ tiên, với thần linh, lại vừa gửi được cái lời cầu chúc cho gia đạo luôn được vẹn toàn hạnh phúc. Dưới đây là những cái loại quả phù hợp để thắp hương vào các ngày rằm ngày mùng 1 hàng tháng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1 là quả táo. Quý vị thân mến, trong phong thủy, quả táo tượng trưng cho cái sự bình yên và hòa hợp. Loại quả này thì được ưa chuộng vì cái màu đỏ của nó mang cái ý nghĩa tốt lành, mang cái ý nghĩa là phát tài, phát lộc và may mắn. Khi mà bày cái trái táo trên bàn thờ ấy, thì vừa đẹp đẽ lại có hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng, rất phù hợp cho cái ngày rằm mùng 1
để cầu mong cho một tháng bình an và may mắn. Thứ hai là quả bưởi. Trong tiếng Hán ấy, quả bưởi phát âm giống như từ con trai. Do vậy, mọi người thường hay bày bưởi để xin lộc về con cái. Hơn nữa, trái bưởi là trái bỏng ấy, có hình tròn, rất là đẹp. Nó phù hợp để bày biện trên ban thờ. Và nó cũng có cái mùi hương thơm ngát ngát, khiến cho cái không gian thờ cúng nó trở nên linh thiêng hơn và trở nên ý nghĩa hơn. Thứ ba là quả dứa. Quý vị thân mến, trong tiếng Hán, dứa được phát âm nghe như từ may mắn. Đó. Vì thế, dứa đã trở thành một trong cái biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn. Khi chuyển nhà thì đây cũng là một trong cái loại quả, loại trái cây cần thiết mà cần phải chuẩn bị. Thứ tư là quả cam. Đây là một loại quả phổ biến và thường được đặt trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần linh hoặc là ban thờ thần tài thổ địa vào những ngày rằm mùng 1. Theo quan niệm phong thủy ấy, cái màu sắc và hương thơm của trái cam nó tượng trưng cho sự tươi mát. Đặt trên ban thờ được nhiều người tin rằng loại trái cây này ấy, sẽ gì xua đuổi những cái xui xẻo và mang đến những cái điềm lành, mang đến những cái may mắn cho cả gia đình. Thứ năm là quả đào. Thì giống như trái cam thì cái đào cũng là một trong những cái loại trái cây phong thủy phổ biến nên được đặt trên ban thờ gia tiên và ban thờ thần tài thổ địa. Theo quan niệm phong thủy cho rằng quả đào ấy là biểu tượng của sự bất tử, nó liên quan đến sự giàu có và sức khỏe và tuổi thọ. Thưa quý vị, đó là những cái loại quả tốt lành nên thắp hương vào ngày rằm mùng 1. Quý vị thân mến, quý vị thường thắp bao nhiêu nén hương vào cái ngày rằm mùng 1 trên ban thờ? 1 nén, 2 nén, 3 nén, 5 nén, 7 nén hay là 9 nén? Và thực sự ấy, các bạn đã có hiểu hết ý nghĩa về số nén hương mà các bạn cắm lên ban thờ hay chưa? Theo các chuyên gia phong thủy ấy, thì bên cạnh cái khâu chuẩn bị lễ vật như là hoa quả thì cái việc thắp hương đúng cách cũng vô cùng quan trọng, giúp gia chủ nhắn gửi cái lời thỉnh cầu đến gì thần linh và tổ tiên. Sau đây tôi sẽ chia sẻ tiếp tục cùng quý vị và các bạn đến cái vấn đề này. Các bạn hãy cùng lắng nghe để biết cách thắp hương đúng vào cái ngày rằm mùng 1 sắp tới. Thưa quý vị, đa phần là khi thắp hương ấy, chúng ta thường thắp theo cái số lẻ. Bởi cái số lẻ nó tượng trưng cho phần âm. Do đó, có thể thắp 1 nén này, 3 nén, 5 nén, 7 nén hoặc 9 nén hương vào cái ngày rằm mùng 1 hàng tháng. Nhưng mà vào ngày rằm mùng 1 ấy, thì các bạn nên thắp 1 hoặc 3 nén thôi. Còn 5, 7 nén thì chúng ta để những cái dịp khác. Với ý nghĩa sâu xa của số lượng các nén hương và theo quan niệm dân gian như sau: thắp 1 nén là ngụ ý cầu bình an, thắp 3 nén là hy vọng tổ tiên có thể linh ứng báo tin, bảo vệ những người trong nhà và xua đuổi đi những cái tai ương, mang lại cái may mắn cho gia đình. Thắp 5 nén là cách mà các thầy pháp dự báo cái điềm lành hoặc là gì mời gọi thần linh. Thắp 7 nén là dùng để gì mời gọi thiên thần, thiên binh, thiên tướng về nghe cái lời khẩn cầu. Nếu mà không phải việc bất đắc dĩ thì cũng không nên dùng đến 7 nén hương. Thắp 9 nén là cái tín hiệu cầu cứu. Nếu bất đắc dĩ không còn nơi nào để cầu cứu, để cứu giúp, cái nguồn nhân lực không thể cứu vãn được, thì thắp 9 nén hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thập Điện Diêm Vương sẽ gì hạ phàm cứu giúp nhân dân, cứu khổ cứu nạn. 9 nén hương thường được bày theo 3 hàng 3 cột ở 3 bát hương. Tuy nhiên, tùy vào cái không gian thờ cúng, nếu mà nhà chật thì các chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ nên chỉ thắp mỗi bát 1 nén nhang để không gây cái sự ngột ngạt và tránh cái hỏa hoạn. Quý vị thân mến, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào cái ngày mùng 1 ngày rằm. Hy vọng những cái thông tin mà tôi vừa chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cái nguyên tắc khi mà lựa chọn hoa quả để thờ cúng, cũng như là cái việc thắp hương làm sao cho đúng, sao cho phù hợp với phong thủy để giúp cho gia chủ phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.